và tha thứ. Khi chúng ta làm lỡ thì Ngài cũng trừng phạt vậy, nhưng mà Ngài tha thứ. Vì Ngài, bản chất Ngài là yêu thương. Thì trong bài học này nó cũng dễ dở chúng ta là chúng ta phải giữ cái lòng yêu thương lẫn nhau như Đức Chúa Trời đã ban ơn thương xót cho chúng ta. Thì cho thấy rằng trong thế gian này ai cũng có khuyết điểm hết, nhưng mà kèm theo đó chúng ta hàng ngày đang nhìn thấy cái lỗi mỗi ngày của mình về để sống đẹp lòng Chúa. Thì cái đó là điều mình đang làm. Trí có học đồng Trí giống như Jonah. Chỉ mình không